그냥 먹고 마시면 돼. Anh Lập có muốn ngực mạnh hay nhẹ không? Dạ, yeah, bình thường. Okay. Lập có đau không anh thôi. Có đau quá anh ơi. Anh cứ thả lỏng người giúp em. Thấy chưa? Thank you.
Thank you.
Dạ đã có nóng quá nói.
Nó có cao không ạ? Bình thường.